Hoa Kỳ cho phép mở thêm các chuyến bay đến Cuba tính từ Washington, D.C. Bộ Giao thông Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào ngày hôm qua là ngoài Havana, Hoa Kỳ đã cho phép có thêm các chuyến bay từ Hoa Kỳ đến các thành phố khác nữa của Cuba. Việc này đưa hai cựu thù thời chiến tranh lạnh xích lại gần nhau hơn nữa. Việc hoạt đèn xanh của chính phủ cho phép các hãng hàng không Hoa Kỳ có thể thiết lập các lịch trình bay đến đảo quốc Cộng sản lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ. Từ trước cho đến giờ, các chuyến bay đến Cuba thuần túy là phải được thuê bao. Bộ Giao thông cho biết các chuyến bay thương mại sẽ bắt đầu sớm nhất là vào mùa thu. Trong tạm thời chỉ có 6 hãng hàng không được cấp phép. Hãng American Airlines sẽ có các chuyến bay thẳng từ Miami, nơi có cộng đồng người Cuba lớn nhất tại Hoa Kỳ. Các hãng Southwest, JetBlue và Silver Airways sẽ bay từ Fort Lauderdale. Hãng Frontier sẽ có các chuyến bay từ Chicago và Philadelphia. Và hãng Sun Country sẽ phục vụ Minneapolis. Bộ trưởng Giao thông Anthony Fox nói trong một bản tin trực tuyến là đối với những người ham du lịch, có nghĩa là 155 chuyến bay hàng tuần. Ông viết đây là thời điểm thú vị trong lịch sử nước Hoa Kỳ khi chúng ta có được các tiến triển trong việc chở khách và hàng hóa theo lịch trình định kỳ đến Cuba.